Đã làm rối mọi chuyện Vậy mà cô vẫn còn muốn tiếp tục làm việc ở chỗ của tôi hay sao Cô đã bị đuổi việc rồi biến đi Không thể như vậy được Mình đâu có làm sai chuyện gì đâu chứ Nè ừ. vô đây Im lặng Đi vô Đi sao? Làm gì vậy á giật đồ của người già mà Trời. coi được à ừ. Anh ơi Ủa Arium <laughs> anh ơi em tưởng anh tới thời trang cream phỏng vấn n anh không đi hay sao à thì thật ra nhưng mà em làm gì ở chỗ này vậy hả có chuyện gì hay sao Bọn ai bắt nạt em hả à vậy hả à, nói anh nghe à, em không sao mà còn anh đang làm gì ở đây vậy hả nè im miệng đi trời tôi có làm gì sai đâu chứ đi. trời đi vô nè đi vô đi <cười> <cười> uh! <laughs> Arium à, em nhìn nè Wow, có đẹp chứ ừ. Nếu anh mà không ra tay giúp đỡ bà cụ trong tình huống tội nghiệp như vậy Thì em đã không yêu anh rồi uh! Wow, Hả? <laughs> <laughs> <laughs>

어, 영광아. 할머니가 주무시는지 전화를 안 받으시네. 네, 아버지. 지금 도착하셨어요? 네. 근데 아빠가 어디 좀 들릴 때가 있어서 좀 늦을 것 같은데. 어? 아버지 요즘 영 수상해요. 아이 자식. 엠마 수상하긴 뭐가 수상해. 아 괜찮으니까 저한테 말씀하셔도 돼요. 저도 아버지한테 소개시킬 사람 있어요. 아, 그래? 곧 듣던 중 반가운 소리다. 어쨌든 집에 가서 다시 얘기하고 할머니 걱정하시니까 일찍 일찍 들어가. 네. 아빠? 응. 근데 요즘 아무래도 연애하시는 것 같아서. <웃음> <웃음> 우리 엄마도. 그래? <laughs> 아. 아, 내가 정말 살다 살다 이런 숨은 처음이야. 아니, 그럼 당장 우리 회사 법무팀에 연락을 하지 그랬어. 응? 그깟 옷 하나 때문에 시비 붙은 게 창피하고 망신스러워서 내 선에서 해결하려고 했죠. 사실 별일도 아니고. 대체 누가 그런 간근 짓을 한 거야? 천하야 우리 구해선 여사를 몰라보고. 뭐래더라 직업에 귀천 없듯이 범죄에도 귀천이 없대나? <laughs> 기가 막혀서 정말? 무대보도 한참 무대보에 나가신가 보네요.

그래 가정의 평화를 위해서 비밀 지켜. 기찬 씨 오자마자 무리하는 거 아니에요? 오늘 내 생일도 아닌데. 왜요? 오늘 아주 중요한 날인데요. 중요한 날이요? 잠깐만 기다려보세요, 보배 씨. 메인 요리가 들어올 때가 됐으니까. 요리. <laughs> ừ được rồi à, cái gì vậy anh em mở ra đi à, có phải là món quà anh tặng em em mở nó ra đi à, anh à em thấy sao có đẹp không chiếc nhẫn đẹp lắm nhưng mà tặng quà như vậy không phải hơi lố hay sao lố cái gì em chính là người phụ nữ đặc biệt duy nhất của anh mà nó chưa xứng với em đâu dạ <laughs> nói thật anh không còn muốn làm thành viên của câu lạc bộ hâm mộ madonna anh muốn từ bây giờ là người hâm mộ duy nhất của em phần đời còn lại anh muốn cổ vũ cho em anh yêu cha nè Bồ bê à Mình kết hôn đi cuộc đời còn lại của chúng ta không còn bao nhiêu thời gian nữa mình đừng có để lãng phí như vậy chúng ta dọn về sống chung nha à. <laughs> em vô nhà nha ờ à, khoan À, ariam à <laughs> Lại đây chút đi Lại đây, theo anh Em nhớ Cho anh câu trả lời sớm nha Em biết rồi anh nhớ lái xe cẩn thận đó <laughs> 啊，呃，阿基姆啊，嗯，嗯，呀，阿基姆啊。 Sao mà anh lâu quá vậy? À. À. À, dạ, dạ mẹ. Con đã ở đâu vậy? À, dạ, con, con... Con sắp sắp về tới rồi. Mẹ tưởng sau buổi trình diễn là con sẽ về nhà chứ. Hôm nay con là người nấu cơm tối kia mà. Sao còn chưa về nữa? Biung Ki đói muốn xỉu luôn rồi kìa. <laughs> đúng rồi, mà anh rể về nhà chưa vậy hả mẹ? Về rồi. Con đã nói thì nên giữ lời mới phải chứ. Chị con mà biết sẽ cho con một trận cho mà coi. Con sẽ về nhà ngay mà. Cái gì chứ? Sao con nói chuyện ngập ngừng quá vậy? Nghi ngờ lắm nha, đang làm gì? 뭐 하는지 되게 따지네 우리 엄마 왜 당황하고 그래? 너 수상해. Dạ bà nội con sẽ về sớm <laughs> Con sẽ về nhà ngay Bà đừng lo ờ, Ai đã ở đó vậy Nè có phải là con trai không Mẹ vừa mới nghe tiếng đàn ông đó <laughs> Mẹ ơi mẹ Mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi <laughs> Đàn ông con trai gì ở đây chứ <laughs> à, Thiệt tình à. à Được rồi con sẽ về nhà ngay nè Mẹ đừng có lo ha à, Vậy nha <laughs> Hành à Trời ơi mẹ của em cứ coi em như đứa con nít vậy á mẹ chỉ thấy chị em trưởng thành thôi làm như em không lớn lên được vậy suốt ngày chỉ biết a à chung a à chung thôi ừ có phải không đó <laughs> em xin lỗi à, thôi mình về nhà đi đừng để mẹ em lo lắng nữa <laughs> anh không muốn nói tạm biệt em cũng vậy có lẽ đây là lý do mà người ta kết hôn đó <laughs> chắc vậy á anh phải ổn định nhanh thôi để còn sớm kết hôn với em nữa em sẽ lấy anh chứ không chắc chuyện này thời gian mới trả lời được ủa ừ, muốn chơi khó đi mà em muốn làm khó anh phải không nè à, em nói là em thích nè, anh kia mà nè đi nè đi không quay lại đi không tới Ai biểu anh tự tin quá là anh nói gì đi cứ... trả lời anh hôn à, luôn nói <laughs> em sẽ kết hôn yeah. với anh đi <laughs> à, serum gì dạ đi chào serum sao rồi hôm nay đi học có vui không con dạ vui <laughs> xuống nha đi chơi đi <laughs> Mẹ ơi mẹ Mẹ ơi Mẹ yêu quý của con ơi cho con ôm chút Đúng là mùi này rồi Còn nhớ mùi thơm của mẹ cả ngày luôn á Để con ngửi thêm chút nữa ha Trời ơi trời ơi cái con bé nhũng nhẽo này Con tưởng mẹ bỏ qua được sao Tránh ra đi Ôi, mẹ đang bận la Để con ôm chút nữa đi Cả ngày nay con gặp đủ thứ đất rồi <laughs> Nói cho mẹ biết sự thật đi con đã đi chung với anh chàng nào vậy ờ, Anh ấy là một người đàng hoàng Mẹ đừng có lo Con sẽ sớm đưa anh ấy về nhà giới thiệu cho mẹ mà Chỉ cần mẹ sẵn sàng tinh thần gặp con rể Cái gì Nè Vậy là con đang nghiêm túc hẹn hò với người ta luôn rồi hả ừ, Dạ Cậu ấy làm nghề gì vậy hả ừ. Sao con không nói đi Sao vậy Đừng nói là thất nghiệp nha <cười> <cười> Con cũng vẫn chưa có công việc ổn định đâu Phải suy nghĩ về chuyện này đi chứ Đừng có như ba mẹ Nhảy vào hôn nhân sớm chỉ đơn giản vì yêu nhau Nó đúng ra thì Anh ấy từng làm ở một công ty lớn Còn bây giờ cũng đang tìm một công ty mới để xin vào Anh ấy là người có rất nhiều tiềm năng đó mẹ Trời đất ơi Vậy đó hả Con tính đưa anh ấy về nhà giới thiệu với mẹ nè Nhưng mà mẹ đừng thương anh ấy nhiều hơn con nha <laughs> So với tất cả đàn ông bên ngoài Anh ấy là người được nhất luôn Ơi <laughs> trời ơi, cháu nội tôi lại tự rước qua nữa rồi. Lỡ mà con bị thương thì tính sao đây? Nè, con không bị thương chứ? <laughs> dạ, con xin lỗi bà nội. Cứ như công lý nằm sẵn trong người con, con không thể ngăn mình được. <laughs> Thấy chuyện xảy ra, ngay lập tức con lại nghĩ về bà đó lỡ như chuyện đó cũng xảy ra với bà nội của con thì sao đi trời trời đất coi vậy sao hơi thiệt tình mẹ phải làm gì với nó đây hả con Dạ, giúp đỡ khi người ta cần cũng tốt nhưng không được làm cho bà nội con phải lo đó biết chưa dạ à... con sẽ nghe lời ba hãy nghiêm túc mà tiếp thu đi thế giới bên ngoài bây giờ đáng sợ ghê gớm lắm con đánh nhau ngoài đường để làm cái gì con có biết cái áo con rách bao nhiêu lần chưa nhưng chúng ta vẫn cần những người như nó để thế giới này tốt đẹp hơn mà mẹ phải vậy không ba Ba cũng hiểu chuyện đó rất rõ mà ừ. Nè Dung Cơ Còn con thôi đang hẹn hò với cô nào đó Cô bé đó làm sao hả Ôi. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> Nếu mẹ thấy mình chắc sẽ nó điên lên mất luôn à. 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 Trời <laughs> đất ơi Giờ này mà ai còn bấm chuông nhà mình nữa Để con đi coi thử <laughs> Cô à Không biết là ai tới nữa Là ai tới vậy con ai mà tới đây vào giờ này hả dạ đó là Hả? À, chẳng phải là con phù thủy là 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 con phù thủy này nè trời ơi sao nó dám giác mặt về đây nè. À, 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 à. Ờ, ơi bà ơi Ôi, bà nội ơi ơi đừng mà ơi, bà nội đừng mà bình tĩnh, bình tĩnh, làm đừng mà. sao mà bình tĩnh được đây dạ ơi, bình tĩnh con à, có à, 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 à. à. đi chơi riêng mà mẹ lý do riêng là cái gì à, ơi, trời ơi à, à. À, dạ mẹ ơi bà ơi đừng nóng mà đừng nóng mà bà 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 nội đã bỏ nhà đi với cái tên đã có vợ con đó hay sao trời bà nội làm ơi đi anh quay cô tự đi nhà đi đi lên ơi bà nội ơi mẹ ơi mẹ Cô, cô mau ra khỏi nhà tôi đi ra. Nếu là mẹ thì mẹ có ra không à, ba bà ơi à, nội ơi mẹ bà nội mẹ ơi à, bà nội mẹ cứu à mẹ ơi bà ơi mẹ mẹ ơi à, mẹ, à. mẹ, mẹ, ơi mẹ, mẹ, mẹ. mẹ có sao không mẹ mẹ ơi được được đời. Đời, đời, đời. mẹ ơi mẹ ơi thiệt là đẹp mà có tội sao Ây, trời gì ơi. chứ nè ghi uri đủ rồi đó vào trong đi à, con không có lỗi chỉ tại đàn ông không để con yên thôi chứ bộ trời đất ơi vậy mà nó cũng nói được kia kìa mẹ ơi cũng tại mẹ lúc nãy làm con nuốt luôn kẹo cao su rồi ôi trời đất ơi à, con ơi kìa đã gây ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể ngồi ăn táo đúng là không có não mà ăn có trái táo thôi mà cũng nặng nhẹ nữa con đâu phải là tội phạm dược ngục gì đâu chứ sao mẹ tức giận quá vậy con bỏ trốn với một người đàn ông đã có gia đình không phải là tội lớn sao Trời đất ơi, mẹ không thể tin là con vẫn còn lớn tiếng được Nhìn mặt con là mẹ hả? muốn Nè, có chuyện gì với em vậy? Ba năm qua em đã làm cái gì hả? Ý anh là sao? Em đã kết thúc với ông Bông cũng đựng thời gian rồi à, Sau đó thì đi đó đi Trời đây ơi, thôi Trời ơi, coi nó kìa, ngứa chừng ngứa giọt cái gì chứ Chẳng phải nói yêu nói thương người ta lắm hay sao Vậy mà sống được có hai năm mà Đi cho chán chê rồi mới chịu quay về nhìn mặt bà già này Nữa, nữa là nữa rồi Bởi vậy con mới quyết định ở lại bên Mỹ một thời gian sau khi đã ly hôn đó Để khỏi phải nghe mẹ cằn nhằn. Phải rồi Ở bên đó con mới được tự do Muốn đi theo bất cứ chàng trai nào cũng được hết Trời ơi, có chuyện gì với con nhỏ này vậy không biết nữa Ông ơi là ông Tại sao tôi lại sinh ra một đứa con gái lạ đời đến như vậy à, Mẹ làm như trời con ơi. là kiểu phụ nữ dễ dãi lắm vậy mẹ Mẹ ơi thật ra từ khi sống ở đó thì con chỉ hấp thu suy nghĩ của người Mỹ trong mọi chuyện á người Mỹ luôn đặt cảm xúc của họ lên trước nè trọng can à con nói coi con hiểu ý cô đúng không không kể. hẳn đâu cô suy cho cùng con không phải là người Mỹ <laughs> ủa mà chị manh xúc đâu rồi anh ơi không lẽ bây giờ vẫn về trễ vậy hả chị dâu cũ của em không ở đây nữa ừ? hai anh chị con đã ly hôn lâu rồi hơn một năm nay Thôi không Anh ly hôn chị ấy thiệt á hả Cô ơi Dù sao thì cô cũng về rồi Còn <laughs> thấy vậy nè làm một bữa tiệc chào đón cô đi Được không ừ, Được á Chỉ có con là người duy nhất muốn chào đón cô thôi <laughs> Được rồi Ngay ngày mai cô của con sẽ mời con một bữa tiệc ngon Ôi, Được đó <laughs> Con đang chờ đó nha Giờ con về phòng ngủ trước đi 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 Nè dông Cơ Con phải tranh thủ đưa bạn gái về ra mắt đó Dạ <laughs> Mẹ ơi Bây giờ mẹ đang ở đâu vậy? Không có tin tức gì hết à, Đem vô trong này đi Để bên đó, không cần xếp đâu Cho tôi ly rượu Dạ Ơi, ơi, mệt quá đi mẹ ơi cái gì xê ra nè mau con mau nói cho cô ta nghe sự thật đi bộ đồ này có phải là con đưa cho mẹ mặc hay không con còn nói nếu như mẹ thích thì con sẽ may tặng mẹ đúng không cái đầu tôi cả xê ra nói thật cho tôi biết đi cô đã lấy bộ trang phục cách mạng đem đi phải không vậy vậy là chính cô đã lên kế hoạch phá hoại buổi trình diễn thời trang vô hình cha cao <laughs> sê đan cao đan con ra đây ra đây mơ lên mẹ à con đâu có bị điếc đâu nhỏ tí một chút đi cái con nhỏ này con vừa nói cái gì đó nè con nói thật cho mẹ biết đi những gì han arium nói là có đúng hay không hử ừ? Có phải con cố ý phá hoại chương trình của mẹ Nên mới ăn cắp bộ đồ À không không Con mới lấy trang phục kết mạng đưa cho bà gu mặt Có đúng hay không Trời ơi mẹ à Mẹ nghĩ con là ai hả Con là con gái của mẹ đó Có con gái nào lại muốn phá hoại chương trình của mẹ mình kia chứ Sao lại có chuyện đó được Nếu như con không đưa thì tại sao bà gu lại mặc bộ trang phục đó Mẹ cũng biết rõ Con đang rất muốn lấy lòng của bà ấy Vì con yêu căng hô con trai của bà ta Nhưng mà sao con Tại sao con có thể làm một chuyện thiếu suy nghĩ Con gái mẹ mà như vậy sao Mẹ à Tại sao mẹ lại nói như vậy Mẹ còn không biết rõ hơn con hay sao Con đang có kế hoạch của riêng con mà Gì chứ Mẹ à Mẹ có biết là khó khăn lắm Con mới có thể lấy lòng mẹ chồng tương lai hay không Con cần phải lấy điểm bất cứ khi nào có cơ hội Chuyện này không dễ đâu Con phải hiểu được phong cách của mẹ chồng Với lại Con có thể cùng lúc đánh bại Arium ngốc Chuyện này giống như cần một mũi tên Mà bắn được hai con nhạn vậy Ôi, trời đất ơi cái con nhỏ này thiệt tình à hả sao con sao con có thể nói như vậy được chứ nè con có thể tách riêng công việc làm ăn với sở thích cá nhân của mình hay không hả muốn lấy điểm bằng mọi giá mà phải làm như vậy hả bây giờ bà cô đang buồn lắm rồi kìa còn giỏi thì đi giải quyết đi trời ơi mẹ đừng có chọi gối nữa thật là bà mẹ chồng này đi đâu không đi lại lủi ngay vào Arium con đâu có biết chuyện đó sẽ xảy mẹ ra bây giờ con tính phải làm sao đây con nói đi làm sao có thể thay đổi tâm trạng bà ấy con không biết tập đoàn của bà ấy quan trọng đối với chúng ta như thế nào à Tất nhiên là con biết rõ Cho nên bây giờ con vẫn đang cố gắng giữ chặt anh canh Cano Dù gì thì tập đoàn Dream cũng sẽ là của con Con sẽ cho mẹ một cuộc sống quý phái vào Thôi Trời đất ơi Coi nó nói chuyện nghe thấy ghét ghê chưa Nếu như mọi chuyện đều giải quyết dễ dàng như vậy Thôi con làm mẹ của mẹ luôn đi Cái này gọi là di truyền Còn hơn à. mẹ nhà có phúc mà à. Dù sao thì vẫn còn một vấn đề Bà Gu là người giận dai lắm Chúng ta đã làm bà ấy buồn trong khi con còn chưa đính hôn nữa Chuyện này phải tính làm sao đây Mẹ đừng có lo lắng nữa mà Con sẽ chú tâm tới anh Canh Hô Theo như con nghĩ Anh ấy rất bản lĩnh Không quan tâm tới những gì mẹ của anh ấy nói đâu Nhớ Bằng mọi giá con nhất định cũng phải kết hôn với cậu ta cho bằng được Đây là cách duy nhất của con đã biết chưa <cười> <cười> Trời trời lý Bi à Dạ, giáo đốc Trời đất, đến lượt chị chọc tức tôi chị đang ngậm cái gì ở trong miệng của chị vậy hả? làm ơn cho tôi ly nước. Ồ, dạ. Ai, thiệt tình. À, alo, à, chào phu nhân, bà khỏe chứ? dạ, tôi là thiết kế gô đây. dạ chào cô gô, tôi biết rồi. là ai vậy? hình cha hả? người ta đã nói chuyện à, à, sao cô đang nói gì vậy? cái gì chứ mình nói nãy giờ mà bà ta không nghe hay sao? tôi có chút việc cho nên không nghe được cô nói gì. cô mới à, nói gì vậy? à, à dạ à, thật ra cũng không có gì đâu. À, chuyện là tôi chỉ muốn hỏi thăm Trời nóng quá hả? Cô muốn nói với tôi chuyện đó sao? À, không, 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 không phải đâu. À... Ờ, nước còn nóng mà, sao cô không cẩn thận gì hết vậy? À, không phải, chỉ là tôi muốn xin lỗi bà. Hy vọng là bà đừng để tâm tới chuyện hôm nay. Tôi thay mặt thực tập sinh đó xin lỗi bà, tôi xin lỗi bà. Thôi khỏi đi, không cần phải xin lỗi đâu. À, dạ, à, phu nhân cô, tôi thật sự cảm ơn vì bà đã chấp nhận lời xin lỗi này của tôi đó. Phu nhân, ạ à, bà là người có trái tim bao la như bầu trời, như đại đã... vậy là đủ à... rồi. Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay là một sự cố tồi tệ nhất trong cả cuộc đời của tôi đó. À, sao chứ, sự sự tồi tệ hả? Tôi không muốn nói tới chuyện đó nữa. Tôi cúp máy trước đi. À, phu, phu 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 nhân ơi, phu phu phu, 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 phu... Trời đất ơi Mình phải biết làm sao đi Hanadium cũng tại cô đó Mục đích của cô xuất hiện là phá hoại gia đình của tôi hay sao đây Cô đúng là đồ khó ưa mà Trời ơi Trời Lý Bi à cô... Chị đứng đó để làm cái gì chứ À mà phải rồi Nước Tôi kêu chị lấy nước lạnh chứ đâu có kêu lấy nước nóng cho tôi hồi nào hả Tại hồi nãy giám đốc kêu tôi pha trà mà. Cái gì mà pha trà? Chị đâu cần phải nói dối tôi để làm cái gì hả? Chị muốn cho tôi uống nước nóng phỏng lưỡi để cho tôi không còn nói được nữa đúng không? Hả? Có phải chị đang muốn chơi xỏ tôi hay không vậy? À, giám đốc cô à, cô đừng nói vậy tội nghiệp tôi chứ. Không có đâu, tôi đâu có lý do nào để làm vậy. Thôi bỏ đi. Nè, sáng ngày mai tôi phải đi cầu xin của Nelson, cho nên phải kêu tôi dậy sớm. Ờ, dạ. Nè, chị nghe rõ rồi đúng không? Nhớ đó, phải kêu tôi dậy sớm thì là sớm. Ờ, dạ, tôi biết rồi, thưa giám đốc. À, Guê bà làm ơn làm phước đi. Làm ơn đừng hế tới chuyện đó. Rồi đầu quý bỏ hôn ước của tụi nhỏ. Hôm nay tập sớm vậy khỏe ha anh ha? Đúng rồi. <cười> <cười> Đẹp quá. Ờ, em làm gì ở đây? <laughs> Chứ anh nghĩ sao? <laughs> em tới đây để tập mà. Đừng có lạm dụng nó quá nha. Anh à, ừ? mẹ của anh chắc là khó chịu chuyện ngày hôm qua lắm. Mẹ có nói gì với anh không? À, phu nhân à, xin bà đừng có giận nữa nha. Tôi cũng biết là bà đang rất buồn nhưng tốt hơn vẫn là chúng ta nên quên hết đi bỏ hết những chuyện không vui đi ha làm sao mà tôi quên được chứ có điều tôi vẫn không thể nào tin được cô coi nói gì thì nói tôi cũng là con gái duy nhất của người sáng lập nên tập đoàn RIM. tại sao tôi lại hạ mình mua cái váy tệ hại như vậy được chứ à, à, mình à bực mình không thể tin được là tôi lại bị gọi là đồ ăn cắp à <laughs> dạ nói về chuyện này thì tôi hoàn toàn hiểu được cho nên ngay lập tức là tôi đã đuổi việc cô ta đó phu nhân à chuyện này cô có đuổi việc cô ta cũng không thể nào giải quyết được đâu à à vậy ý à, bà là nói thẳng như cô tôi cần phải xem xét lại cuộc hôn nhân này à, sao chứ phu à, phu 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 nhân ơi tôi cứ thấy bị tổn thương như vậy thì làm sao chúng ta làm người một nhà được ừ. mỗi khi nhìn thấy cô hay xe tôi lại chạnh lòng nhớ tới cái chuyện mất mặt này Ôi, trời ơi cái đầu của tôi trời okay. à, <laughs> chưa tịch bác ông tính đi đâu vậy? À, không có tôi với hai người nói chuyện tự nhiên hơn. À, đừng. <cười> <cười> Chắc là cô cũng biết. Rất nhiều gia đình muốn con gái của mình kết hôn với canh hô nhà tôi. À, tôi biết chứ. Tất nhiên là tôi biết chuyện đó. Đương nhiên tôi cũng biết. Seran nhà tôi còn thiếu sót nhiều lắm. Seran với hai đứa nhà tôi là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng ta cũng đã qua lại thân thiết không biết bao nhiêu năm rồi. Nói thật thì đó là lý do lớn nhất mà tôi chịu chấp nhận Seran hứa hôn cho hai đứa nhỏ, bất chấp những điều kiện quá thua kém. À, phu nhân à, tôi... Tôi quỷ xuống sinh bà. Ôi trời ơi, giám đốc cô, cô đang làm gì vậy? Thật ra, nếu phu nhân kêu tôi đi chết, thì tôi cũng có thể đi chết. À không, tôi sẽ đi chết liền luôn. Nhưng mà nếu đám cưới bị quỷ, thì Seran sẽ chết mất nó không thể sống nổi đâu, tôi sống cũng chỉ vì ra anh thôi. Nếu như Serdar anh có chuyện gì, thì tôi cũng sẽ chết mất phụ nhân ơi. tôi xin bà, tôi xin bà. Con về rồi nó. đi.